Rồi xin chào tất cả quý vị anh chị các bạn ha. Hôm nay thì Kiên có dịp đi ăn bún chả này. Bún chả Hà Nội này nó nằm ở số 1183 Hoàng Sa, phường 15 quận Tân Bình. Thưởng thức cái món bún chả nha, tiện thể là quay lại chia sẻ với quý vị luôn. Đây mình đang làm bún chả đây quý vị. Này con nướng thịt này. Này có làm món thịt nướng này, dưa chua, cà pháo bên này này. Ngoài ra đối diện với lại gần con bún chả này thì có món cơm tấm này, cơm tấm bên này nha. Chỗ nào sẽ qua món cơm tấm này ăn. Hôm nay thì đi ăn bún chả đây. Bên này thì có bún bò Huế này, đây ngoài bún chả có bún bò Huế này này, 30.000 25.000 một tô. Rồi chúng ta sẽ cùng vào bên trong thưởng thức cái món bún chả nha. Quay bún chả. Dạ. Thì bán ở quán này thì như mới mở luôn chị. Thì bán được 5 tháng rồi em. À 5 tháng rồi hả? À, lâu lắm mới đi qua đây thì thấy không có bún chả ở đây. À. Nghe giọng chị là người Hà Nội à? Đúng rồi đây. Hà Nội thì làm nào ta cho một cái chứ, cho một cái rồi. Đây cái bún chả này quý vị. Chị đang làm này. Toàn làm đấy hết em. Dạ. Bất cứ thứ gì tươi ngon luôn, tươi ngon đúng không? Ăn mà nếu mà ngon thì sẽ chia sẻ để mọi người cùng ăn. Dạ. Đây đây có bún này, đây có chả này, đây có chả thịt này, đây chả thịt nhá. Đấy, này có đồ chua này quý vị. Ở đây có bán bún bò đúng không chị? Có bún bò này. Có bún bò luôn. À. Nhiều món quá, thích chọn ăn món nào chọn món đó. Tiền nhà nó đắt cho nên là bắt buộc là chị phải làm thêm vì nhà nó lại rộng quá. Đúng rồi. Đấy, chị thuê nguyên căn này 20 triệu cơ mà. 20 triệu một tháng? Ừ. Dạ. Thế nên bắt buộc là chị phải làm. À. Thế là chị bán cả ngày từ sáng tới đêm luôn hả? Bán từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya. À, 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya luôn. Bán dưa cà cái này kìa. À, bán dưa cà luôn. Tận dụng bán tất cả mọi thứ luôn. Ừ. Dạ. Sao mà chỗ ấy, bây giờ còn lâu bán nữa. Bán đây 20 triệu một tháng rồi quý vị. 20 triệu một tháng nha. Rồi chúng ta sẽ cùng vào thưởng thức cái món bún chả nha quý vị. Rồi cả nhà nhé. Đây là chị dọn sẵn đây này. Đây. Đây. Đấy quý vị. Rồi mời cả nhà ăn bữa tối này. Thì ở Kiên mới ăn tối này quý vị. Quán này thì chị mở được 5 tháng rồi nhé. Khách thì Kiên mới vào đây thì không biết khách đông hay ấy, nhưng mà mở được 5 tháng rồi. Em thằng Vương thử bảo lý riêng nha. Em thằng Vương thử bảo lý riêng nha. Đây có chả đây quý vị. Đây là cái chả thịt này. Đây là thịt hết. Đây là rau nhé. Đây là bún này. Rồi đây đây con đây cho một cái chén nha quý vị. Rồi Kiên Kiên tưởng miếng chả đi ha. Rồi mời cả nhà nhé. Mình sẽ thử một miếng xem nào này. Một tay cầm một tay quay thì nó hơi khó nhá. Quý vị thông cảm nhá. Rồi Kiên sẽ thử một miếng nhá. Xem có ngon hay không này. Chả này thì chung là ăn
Ok, rất là ngon nhá. Đây là cái chị đang làm bún chả bên ngoài. Mặt bằng này là nằm ở đường Hoàng Sa nên không? Một tháng 20 triệu. 1.000 đô một tháng đấy, gần 1.000 đô. Đây thì rất là nhiều quý vị. Chả ăn với rau mới ngon nhé. Đây là thịt nướng này, chả. Rồi mời cả nhà nhé, Kiên hâm này đi làm nữa. Lát nữa chị Kiên sẽ ra quay cái món bún bò cho quý vị xem nhé. Ở đây còn bán cả pháo rất là ngon nữa quý vị. Pháo này chua ngon lắm. Cô bán cả pháo dưa chua luôn nhé. Kiên này, đang cả cả pháo dưa chua. Ăn cả cái ngon, tôi đang lên. Có món cả pháo dưa chua ngon quá. Này món cà pháo cô làm chua ngon này. Cà dưa ngon, cà dưa. Nhiều thịt quá không hết quý vị. Đây đây có món ở đây có bún dưa cua của hai chồng hả? À, bún bò Huế chứ. À có tưởng cua. Cái này đun kia đó nó chưa sôi nên cái này có phải chả cua không? Có cả chả cua. À. Ngon cô ơi. Dạ, ăn rất là ngon nha quý vị. Quý vị có dịp để ghé qua quán của cô ủng hộ nha. Hôm nay Kiên sẽ chia sẻ cái địa chỉ cho quý vị nha. Dạ. Chứng tham nhũng
Rồi, chào quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng chào.